Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang Trí Nội Thất 3D. Rất vui lại được gặp lại mọi người trong video này. Chúc mọi người có thêm một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hiện tại thì anh em mình đang chuẩn bị để gỡ bỏ một bức vách cũ. Thì mình cũng nghe gia chủ kể lại đó là trước kia thì có một đơn vị khác vào làm bức vách cho gia chủ, nhưng gia chủ đã không đồng ý, bởi vì trong hợp đồng thì đã ghi rõ là bức vách này bên trong lòng sẽ được làm bằng nhựa PVC in phủ ceramic tráng gương. Nhưng vì một lý do nào đó thì đơn vị này thì đã đưa loại tấm PVC phủ UV thông thường vào để thi công. Và sau khi gia chủ quay trở về và đến nghiệm thu công trình thì đã phát hiện ra. Và ngay lập tức thì bên đơn vị nội thất kia thì đã bị gia chủ đuổi ra về. Và đây là câu chuyện có thật nhé, mình không phải là kể hay là làm màu bất kỳ một cái lý do gì, nhưng đây là câu chuyện có thật. Và trong quá trình thì gia chủ bực tức thì đã không gọi đơn vị đấy đến để sửa chữa nữa, mà tìm đơn vị trang trí 3D đến để thay thế. Và đây là toàn cảnh bên anh em mình đang chuẩn bị để thay thế một bức tranh nhựa PVC in phủ UV thông thường bằng một bức tranh nhựa PVC in phủ ceramic tráng gương cao cấp. Và anh chị hãy xem hết video này để xem thành quả của anh em mình nha. Đấy, thì nhân tiện thì ở trong lòng này đã có một lớp xương bằng PVC phủ UV thông thường, nên là bên mình sẽ để nguyên như vậy và tiến hành gia cố bằng những chiếc đinh vào những cái hệ tấm ốp cũ này để giúp làm cho những bức tường có được một lớp xương này cũng sẽ chắc chắn hơn. Vì nếu như không có những cái tấm ốp này thì bên mình vẫn phải dùng xương để gia cố. Thì nhân tiện ở đây đã có tấm cũ thì bên mình đã sử dụng đinh để gia cố thêm vào tường, giúp cho hệ xương được chắc chắn. Và đây là quá trình bên mình đang thi công. Đây em nhá, nhiều anh em cứ hỏi là một bức tranh như thế thì là một tấm to luôn hay là mấy tấm ghép lại. Thì em cũng trả lời là nhiều tấm ghép lại anh chị nhá, tùy vào kích thước của gia đình anh chị và bạn thì sẽ có những kích thước hay là những cái số tấm để ghép lại với nhau. Nhưng vì sản phẩm này thì được cắt trên máy CNC cao cấp nên những cái vết nối sẽ không nhìn được thấy vết nối ở đâu, anh chị có thể nhìn thấy trên video này. Đây là quá trình bên em vừa hoàn thiện xong. Đấy, không thấy vết nối luôn ở đâu anh chị nhá, bởi vì cắt CNC nó rất là nét luôn mọi người ạ. Nên mọi người chỉ cần thao tác đó là khi bắn keo thật chuẩn chỉ, đúng kỹ thuật, thì khi ghép lên thì nó sẽ không nhìn thấy vết nối ở đâu. Và đây là một bức tranh nhựa PVC in phủ ceramic tráng gương đối xứng đang được lắp đặt tại Hải Phòng. Anh chị nào mà đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm này liên hệ ngay đến hotline 0972584331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn. Và nếu như có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì hãy liên hệ ngay đến bên em và hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn mà bên em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Ok, rất đẹp luôn mọi người nhé. Và tranh này hiện tại đang có giá là 1 triệu một mét vuông. Đấy, rẻ hơn rất nhiều so với đá tự nhiên thông thường. Đấy, anh chị hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn mà bên em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Xin chào.